Đồng chí Lâm Phước Yên, Bí thư Chi đoàn 11A8 luôn hăng hái đi đầu trong các hoạt động tình nguyện tại đơn vị và địa phương. Nhận thức được vai trò tiên phong gương mẫu của đoàn viên thanh niên, bạn Phước Yên luôn xung kích đi đầu trong các phong trào do đoàn trường tổ chức phát động như chương trình Xuân tình nguyện, Hè tình nguyện, Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tiếp sức mùa thi tuyển sinh 10 năm 2023. Đồng thời, Phước Yên là thành viên nòng cốt của câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ vì cuộc sống cộng đồng, cùng với ban chấp hành đoàn trường thực hiện nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa như thăm trẻ em khuyết tật, thăm cụ già neo đơn, thăm nhà bạn, sân chơi hè cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, Phước Yên là thành viên câu lạc bộ bánh, bếp học đường, cùng với ban chủ nhiệm thực hiện nhiều chương trình như làm bánh tặng chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, làm bánh tặng các em thiếu nhi. Ngoài những hoạt động xã hội để rèn luyện kỹ năng thì Phước Yên còn tích cực tham gia các cuộc thi năng khiếu để hoàn thiện bản thân như hội thi ca múa nhạc cấp trường và đã xuất sắc đạt giải ba thể loại song ca. Với sự nhiệt huyết và đóng góp tích cực cho các hoạt động, bạn Phước Yên đã đạt nhiều giấy khen như giấy khen lập thành tích xuất sắc trong chương trình thăm nhà bạn do ban chấp hành đoàn trường khen tặng, giấy khen đạt giải ba thể loại song ca hội thi ca múa nhạc cấp trường năm học 2022-2023, giấy khen hoàn thành xuất sắc hoạt động mùa hè tình nguyện năm 2022 do ban chấp hành đoàn huyện Tri Tôn khen tặng, giấy khen hoàn thành xuất sắc chương trình sân chơi hè cho thiếu nhi năm 2023 do chủ tịch ủy ban nhân dân xã Châu Lăng khen tặng. Phước Yên đạt được danh hiệu học sinh giỏi 2 năm liền, xếp loại đoàn viên cuối năm học qua mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hy vọng với sự nhiệt huyết của bản thân, bạn Phước Yên sẽ là một gương sáng lan tỏa trong công tác đoàn và bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới, cũng từ đó hoàn thiện bản thân và giúp xã hội tươi đẹp hơn.